Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Rudy Vlog. Hôm nay mình cùng mấy anh em bên Philippines này đi bắt lươn nha mọi người. Bắt đầu mấy anh em đang soi lươn, mình cũng tham gia. Thì cái clip hay đang đăng cho mọi người nha. Anh đang tìm kiếm ha. Không tình sửa pin thế điện nãy giờ đấy. Được một chỗ lương ha mọi người. Đây. Rồi các bạn ơi, mình đi bỏ theo luôn nha. Ta đi rất nhanh ha. Rất nhiều ha. Rồi. Có rất nhiều ốc nha mọi người. Rồi đã có rồi ha. Rồi. Mang kiếm thằng bé nha mọi người. Chú trốn trong nhà ha. Bốn năm trời thật được tiếp tục ha, được năm em rồi nha. Mình có một em tí hòn thôi, mình sẽ đi theo ha. Nó đã phát hiện ra được gì đó hả? Rồi được một chú lươn tiếp tục ha mọi người. Đây, chú lươn nó nhỏ thôi.
tối ha, trời mưa xuống là bắt đầu đi chích lươn ha. Tí này rất là nhiều ốc nữa, ốc bu cực kỳ nhiều nha mọi người. Được một chú lươn lớn nữa kìa. Không phải. Đây, nó trèo lên đây. Lương lớn này, này. Thành quả này đây, vào đây là xong. Cá nhỏ nhỏ rất nhiều nha. Hai anh trai đang anh mang cái bình chích điện, còn mấy anh em ở trong quê thì cũng điện rành rồi ha. Thấy không? Đây bên kia chơi cái được một con lươn ha, con lươn rất lớn ha. Đấy, mời xem ha. Tập thể rất dễ dàng ha, liên tục liên tục. Này giờ anh xuống cái đám này có vẻ như là trồng cỏ rau muống hoặc mộc. Đây là một con kênh nha mọi người, nhưng mà cái mùa này nó chưa có mưa lớn á, cho nên con kênh này nó 4-5 tháng rồi không có nắng mưa, cho nên nó bắt đầu nó khô rồi nó cạn. Thời gian tới mùa mưa bắt đầu nó lại cao lên hả, nó dâng lên cao lắm lắm nha mọi người. Nên cao ngang cái bờ, gần ngang mặt bờ nha mọi người, mặt đường nha mọi người. Đây hành trình đi kiếm con lươn nè mọi người. Đây anh trai bên đây cũng đang chích cái này ha. Đây xem ha, chất lượng đã kinh nghiệm rất là nhiều ha. Đóng chích vào này phát hiện có lươn không ha, tại vì cây cối nó mọc tùm rau muống, uống nước mọc có gì ha. Đây thêm một chú nữa này nè, có kinh nghiệm nha. Anh Lý hôm nay đi chết sớm rồi nha, nhân dân do cái bộ bình á điện á bị có nhân sự cố nha.
luôn. Đây, tiếp tục ha, đấy. Đây cục hậu cần ha, anh mặc áo rất nổi làm hậu cần ha. Mình kia đã kiếm được chút lượng chút xíu à. Đây. Ơi, đi ngặt bò. Đây. Làm gì kéo vào đâu rồi. Một chút lượng ha. Đây tí tiếp theo. Chút con lờ này này mà. Chưa có gì nha. Ok ok ok. Rồi đây. Đây là mọi người. Đấy. Cụ là vật này lưng nhỏ nhỏ không mọi người đâu. Nhỏ ha. Chắc anh này khó rồi, đang dí vào là thấy khó rồi. Này có lương nha, nhưng mà khu vực này có nhưng mà lương nhỏ không nha. Đây được con lương trọng trọng chút mà mọi người. Đây, để xem ha. Đây, mong là khu vực này có lương nhiều nhưng mà đấy. Rồi, cái đèn của mình nó lại có bị rớt xuống rồi ha, không được. Đây, mời mọi người xem phần vẽ tiếp tục ha. Đây. Tiếp tục nha mọi người. Rất nhiều. Đây, mọi người xem ha. Ôi. Rồi, có rồi, con đường lớn rồi, chào lắm rồi. Lương này rất là nhỏ nhưng mà bật rất là nhanh, rất là mạnh nha mọi người. Rồi đây là điểm cuối cùng nha mọi người, bắt đầu là phải đi về để chờ nó di chuyển điểm khác nha mọi người. Thank you.
chết rất nhiều, rùa đã chết rất nhiều. Chuột một chú rùa mà không thèm chuột, nó bỏ nha. Ngồi lên kiếm chút lương nha mọi người, không có rồi. Nó phải đợi vô năm phút, năm phút tắt. Anh phải lắc tay. Chú lương thùng đắp là rất là kỹ nha mọi người. Chạy lại qua lên luôn, lương rất là cũng tương đối lớn, bay rất khỏe nè. Mọi người xem phần báo ngày hôm nay nhé. Là cuối con đường này rồi nha mọi người. Giờ tôi trở về, anh không cần đi phía sâu hả? Ở chỗ này là bắt cóc ít, rất khó luôn, tại vì nước ở khu này thì nó dâng cao lắm. Kè bên này cũng lóc rất là cao nha, nên trong quá trình lên xuống rất khó, cho nên chúng tôi phải di chuyển một đoạn đường dài nữa, để cái kia nó mới được. Rồi, rồi bắt đầu chúng ta đi về nha mọi người. Rồi, hôm nay xin chào tạm biệt ha, mình kết thúc video tại đây ha. Chào tạm biệt mọi người và chúc mọi người sức khỏe. Và nhớ cho mình một like, một subscribe và một chia sẻ kênh nè, để ủng hộ kênh ngày càng phát triển nha mọi người. Rồi, trên đường về nhà nha. Bye bye. See you again. Thank you. Hẹn gặp lại mọi người ha. Ở video sau nha mọi người.